Phượng kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 10, 2019. Đến với VTV sáng nay, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt giáo sư Phạm Ngọc Lân do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp một người thầy của chúng tôi là giáo sư Phạm Ngọc Lân đến từ Pháp. Và cái cuộc tiếp xúc này cũng nhằm để tìm hiểu một cái tác phẩm mà thầy vừa cho ra mắt ở tại vùng thủ đô Hoa Tình Đốn vào ngày 5 tháng 10 vừa qua. Trước hết, em xin được kính chào thầy. Chào anh Nhân và kính chào quý vị. Khi mà chúng ta nói một cái tác phẩm Cha Vô Danh mà hiện diện ở tại vùng thủ đô Hoa Tình Đốn thì có rất nhiều là những người thân hữu, những người bạn của thầy, nhưng mà đặc biệt là có những người học trò cũng đến đó nữa. Thì thầy cho biết cái cảm nhận của thầy khi mà thầy có cái buổi ra mắt sách, dạ thưa thầy. Thật ra đó, đây là lần đầu tiên mà tôi dự một buổi ra mắt sách của chính tôi. Tại vì cách đây 4 năm thì tôi có ra cuốn tiếng Pháp, nhưng mà không có, cũng một đề tài đó là Đưa Pé Ai Con Đi, nhưng mà không có cái buổi ra mắt sách như vậy. Thì lần này tôi rất là cảm động và rất là ngạc nhiên. Tại tôi cũng nghe nói rằng thì là bây giờ sách đó thì thực sự ra đó cũng ít người đọc lắm đó, thành ra tôi cũng ngại là cái buổi ra mắt sách nếu mình tới đó mà cuối cùng mà chẳng bán được bao nhiêu, mà những người tới lại lơ là với. Nhưng mà thực sự ra ngày hôm đó tôi rất cảm động, là tại vì có thể nói rằng bạn bè thân hữu và những người tôi chưa quen nữa đã đến chật phòng hội của Hội Cao Niên, mà tôi gửi qua trước có 30 cuốn mà nó hết vèo. Hết vèo 30 cuốn mà cuối cùng lại còn phải ghi địa chỉ để tôi về Pháp, tôi sẽ gửi qua lại. Cho nên là cái lời đầu tiên của tôi là rất cảm ơn ban tổ chức và rất cảm ơn tất cả các bạn bè thân hữu và những người đã đến dự buổi ra mắt sách đó. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng khi mà ra mắt một cái tác phẩm ở tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn thì thường thường có cái người giới thiệu về tác phẩm đó. Và ngày hôm đó thì em rất là hân hạnh được phỏng vấn bác sĩ Hồ Văn Hiền nói về tác phẩm của thầy. Thầy ghi nhận như thế nào khi mà bác sĩ Hồ Văn Hiền trình bày những cái điều mà của bác sĩ Hiền đọc cái tác phẩm của thầy và giới thiệu đến các cử tọa, dạ thưa thầy? Đó. Thì anh Hiền đó là bạn của tôi từ thời sinh viên. Thành ra là mà tôi đã tiếp anh Hiền đã, khi mà tôi ra sách cuốn sách tiếng Pháp Le Père Inconnu cách đây 4 năm thì anh Hiền đã viết một cái bài điểm sách bằng tiếng Việt mà rất là cảm động. Và đầu năm nay khi mà cuốn Cha Vô Danh bằng tiếng Việt ra đời thì anh Hiền lại viết một cái bài điểm sách bằng tiếng Anh và ở trên làm một cái comment ở trên Amazon để cho những người mà thế hệ thứ hai, thứ ba, người Việt gốc Mỹ, tức là con cháu của chúng ta, nói là các bạn không đọc được tiếng Việt nhưng mà các bạn nên mua cuốn này để tặng cho bố mẹ hay những người thân mà còn đọc tiếng Việt. Bởi vì cuốn sách này thì tôi cũng không có nói nhiều ở đây, nhưng mà thực sự là anh Hiền có thể nói là quảng cáo một cách rất là hay cho cuốn sách đó. Thành ra tôi cũng xin nhân cơ hội này cảm ơn anh Hồ Anh Hiền. Yeah. Nhưng mà khi mà thầy nói thầy có hai một cái cuốn sách nhưng mà nó có hai cái version tiếng Pháp và một cái bằng tiếng Việt. Nhưng mà bác sĩ Hoàng Văn, một những học trò của thầy, lại nói rằng là phải đọc cái cuốn tiếng Việt mới thấy được cái kết luận của nó là Cha Vô Danh đi tìm được như thế nào. Thì có phải đó đúng sự thật như vậy không, dạ thưa thầy? Đúng. Thực sự ra đó thì khi mà tôi viết cuốn tiếng Pháp Le Père Inconnu là tôi bỏ ra 8 năm tôi mới viết xong. Viết xong năm 2015 và được một nhà xuất bản La Matin ở Paris xuất bản. Trong cuốn sách đó thì có một phần Le Père Inconnu, tức là Cha Vô Danh, cái dịch nghĩa là có một phần tôi đi tìm tung tích của cha tôi. Tôi biết ông là tên gì nhưng mà ông ấy mất khi mà tôi 1 tuổi, tức là lúc đảo chính Nhật. Ông là một trung úy trong quân đội Pháp và bị Nhật bắt làm tù binh ở Lạng Sơn và sau đó giết hại, chứ không phải là chết trận ở mặt trận. Nhưng mà trong bao nhiêu năm trời tôi đi tìm lại ở trong văn khố của Pháp
của quân đội Pháp, thì tôi không tìm được cái tung tích của cha tôi, tức là tôi cũng muốn biết gia đình như thế nào, ở đâu, thì tôi không biết được cả. Cho nên là cuối cùng cuốn sách đó, cái cuốn tiếng Pháp đó, thì kết luận là người cha vô danh đó vẫn muốn mình là vô danh, không muốn cho con mình biết mình là ai. Đó, đó là cái kết luận của Cuốn tiếng cuốn Tây. tiếng Pháp. Nhưng mà nó là một phép lạ xảy ra là 2 tháng sau khi mà cái cuốn đó ra, thì nhờ cái cuốn đó được phát hành, thì dĩ nhiên là phải đọc, tôi không có nói ở đây tại vì nó sẽ mất đi những cái hào hứng của cuốn sách. Thì tôi lại tìm được gia đình, cái là đại gia đình bên nội của tôi. Và tôi tìm được 7 người, con chú, con bác ruột vẫn còn sống và đã đón nhận tôi như một nghĩa là người ở trên trời rơi xuống, mà của con một ông bác, một ông chú chết lúc 30 tuổi, mà hồi nào giờ tưởng là không có con. Thì bây giờ đấy, thành ra là nó là một cái chuyện rất là hấp dẫn. Và đúng như anh nói là bản tiếng Việt á, thì sẽ có chi tiết về cái chuyện đó. Nhưng mà bản tiếng Tây thì chưa. Bản tiếng Pháp á, thì sau đó thì có làm ra một cái gọi là ấn bản thứ hai. Thì ấn bản thứ hai, nếu mà bây giờ mà mua cuốn tiếng Pháp thì cũng có cái đó, nhưng mà còn ấn bản đầu tiên thì không có. Cảm ơn thầy. Và kính thưa vị, khi chúng tôi được biết đó, rằng là ở tại cái buổi ra mắt sách đó, một cái mô thức ra mắt sách rất là mới đối với tôi sống ở vùng thủ đô Hoa Thành Đốn này. À, mỗi một cái buổi ra mắt sách như vậy thì nó có cái người nói về tác giả, một người nói về tác phẩm, và cái người tác giả đó cũng có vài ba lời đối với lại cử tọa. Nhưng mà cái buổi ra mắt sách vừa rồi mà chúng tôi tham dự của thầy Phạm Ngọc Lân của chúng tôi đó, thì chúng tôi thấy nó hơi mới. À, Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh sau khi mà có giới thiệu người của hội cao niên, lo cái nghi thức làm lễ khai mạc và chào cờ, và sau đó thì ông hội trưởng hội cao niên nói vài ba lời, và sau đó là rất nhiều những người bạn và thân hữu và học trò của thầy Lân lên nói về tác giả. Và đến nên họ không biết là thầy nói thầy chưa bao giờ đi đi tham dự một cái buổi ra mắt sách hay là chưa ra mắt sách thầy. Nhưng mà thầy đã cho biết cái cảm nhận là cái điều đó là những cái điều mà đối với tụi em là bất ngờ, nhưng mà theo thầy thì thầy có thích cái cách sắp xếp của Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh không vậy thưa thầy? Dạ đúng. Thực sự ra có thể là tôi cũng có can dự vào cái cách sắp xếp đó. Tại vì tôi có nói với anh Trinh, anh Nguyễn Mậu Trinh là một dược sĩ cùng lớp với tôi ngày 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 xưa ở trường dược, thì tôi cũng nói với anh Trinh là tôi chỉ muốn làm một cái buổi gì mà nó ở trong vòng gọi là bạn bè Thân thân mật. hữu và những người mà thực sự thích đọc những cái tác phẩm như thế. Tôi không có muốn ra một cái chỗ mà rất là đông người mà phải quảng cáo trên báo chí, trên đài phát thanh gì cả. Thành ra là đây là chỉ là tất cả những người tới đó là chỉ là những người mà tôi quen biết, anh Trinh quen biết, hay là anh Nhân quen biết, gửi email báo là hôm đó có cái buổi đó thôi. Thành ra tôi rất là cảm động khi mà thấy rằng chỉ như vậy thôi mà có chừng những người tới. Và thứ hai nữa là cái hình thức, thì hình thức tôi cũng nói là anh Trinh nói là tôi phải đàn hát để mà giúp vui, thì tôi nói thường thường đó là trong những buổi ra mắt sách thì tôi chưa khi nào tôi dự, nhưng mà tôi có nghe là luôn luôn là có mời Văn nghệ cả sĩ văn nghệ tới. sĩ đến để mà giúp vui này kia. Thì anh Trinh cũng nói là bây giờ ông là người mà người ta cũng biết đàn hát trên YouTube rồi, thì bây giờ ông là giúp vui luôn. Tôi nói tôi sẵn sàng giúp vui, không có vấn đề gì cả. Với điều kiện là phải có cái đàn, tôi không mang đàn theo thì cũng có mượn được cái đàn. Thì đúng là ngày hôm đó rất là cảm động, là tại vì cảm động không phải là cái chuyện mà cái cách đó, nhưng mà về cái nội dung của những người mà lên nói, đặc biệt là thí dụ như bác sĩ Hồ Văn Hiền, rồi sau đó là Vân cũng bác sĩ, Hoàng Vân, bác sĩ dạ Hoàng Vân. đó, đó bác sĩ cũng bác sĩ, là tức là một học trò cũ của tôi rồi, và tất cả những người khác nữa, những người bạn cũ của tôi như chị Quỳnh Mai, hay là một tôi cũng không có nhớ để mà kể ra Dược sĩ hết Thịnh, đấy hết. Dạ đúng rồi, anh Hào. à đúng rồi, Võ Văn Hào thì là ngày xưa là chơi bi-a với tôi ở cư xá Đắc Lộ đó, và cùng chơi đàn với nhau. Nhưng mà anh ở có 1 năm thì anh đi du học năm 64, đi đi Mỹ từ năm 64 rồi. Đó, xin lỗi những người tôi quên tại vì Vì lý do thời lượng nên em xin phép thầy chương trình được tạm ngừng ở nơi đây, và dạ. xin cùng với thầy ở trong một cái chương trình tới. Xin được cảm ơn thầy. Cảm ơn Nhân và xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong một cái kỳ tới. Chúng tôi và thầy Phạm Ngọc Lân sẽ có một số những cái chia sẻ ở bên cạnh của một cái tác phẩm vừa mới ra đời bằng Việt ngữ, Cha Vô Danh. Và tác phẩm Cha Vô Danh là một trong những cái tác phẩm mà theo tôi đọc được chính và bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Việt Nam, mà mô tả được cái sự hiện diện của chúng ta trên miền đất Việt Nam cũng như trên cái miền đất ở trên thế giới. Bởi vậy tôi có từng so sánh cái tác phẩm này giống như cái tác phẩm tương tự như là Dr. Zhivago của Boris Pasternak, hay là chúng ta có thể đi xa hơn mà như cũng Chiến tranh và Hòa bình, là ghi chép lại những cái chuyện xảy ra của một thời, không phải giới hạn vào trong những cái biến cố lịch sử mà thôi, mà ghi lại những cái tâm tư, những cái cuộc sống, cái văn hóa của một cái tập thể mà bây giờ đang trải rộng trên những cái miền đất ở trên khắp thế giới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Top medical massage chair. And I'm expecting a massage chair. Nói ra Samsung ai cũng biết của Hàn Quốc, nói về Sony, nói về Toyota ai cũng biết là của Nhật. Tuy nhiên, nói đến công ty nào để người ta biết là người Việt Nam, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta chưa có. Đó là cái mơ ước của anh em chúng tôi, cái hoài bão của anh em chúng tôi. Người Việt Nam chúng ta không hề kém thông minh hơn bất kỳ một cái dân tộc nào trên thế giới này. Tôi cam đoan với quý vị một điều đó. Nhưng tại sao chúng ta chưa có làm được? Chúng tôi xin nhờ quý vị trả lời giúp cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ làm được điều này. Văn phòng luật sư Frederick J. Day. Văn phòng chúng tôi đã đem đến sự đoàn tụ cho nhiều gia đình và du lịch từ Việt Nam sang thăm thân nhân, bảo lãnh cha mẹ, anh em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, con ngoại hôn, xin visa re-entry permit, lập công hàm độc thân, bênh vực khi bị trục xuất, kháng cáo vì hồ sơ bị bác tại Việt Nam, điều chỉnh tình trạng cư trú, lập thẻ xanh Green Card. Sẵn sàng phục vụ đồng hương tại địa chỉ 5641 Columbia Pike, Fortress, Virginia 22041, số điện thoại 703-845-1999 hoặc 703-845-8723. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt, phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid. Chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật, nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703 879 3750.